này, các bạn học sinh chủ động và tự chủ trong các trường tiếp theo, cơ giới các buổi học trên lớp, như thế được cho phép. Em Quỳnh Hòa, nhân viên học sinh tại trường tiểu học Phước Tân Trung Quận Bảy. Nhìn trước đi chứ. Độ cao tối đa khoảng 800 km và bay xa khoảng 500 km trước khi rơi xuống khu vực biển bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Quân đội Hàn Quốc cũng đưa ra nhận định tương tự, đồng thời cho biết vụ phóng được Triều Tiên thực hiện từ một địa điểm gần sân bay Suwon ở thủ đô Bình Nhưỡng. Trước khi đó, hãng tin Yonhap đưa tin quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một vật thể bay hướng vào biển Nhật Bản. Đây là vụ phóng thứ 14 của Bình Nhưỡng từ đầu năm đến nay, một con số được đánh giá là cao bất thường. Vụ thử diễn ra không lâu trước khi lễ nhậm chức chính thức của Tổng thống Hàn Quốc đắc cử Yoon Suk-yeol vào ngày 10 tháng 5 và hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Hàn ngày 21 tháng 5. Theo một số nguồn tin truyền thông Hàn Quốc bắt nguồn từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân nước này, vật thể bay từ Triều Tiên phóng có thể là tên lửa đạn đạo liên lục địa với tốc độ được ghi nhận lên tới Mach 11. Lần đầu tiên triển lãm thực tế ảo về môi trường đã diễn ra tại thành phố New York, Mỹ. Triển lãm có tên Arcadia Earth diễn ra theo dạng trò chơi nhập dây trong không gian 3D ảo. Tại bảo tàng Arcadia Earth, khu triển lãm được thiết kế với các vật liệu được làm từ 44.000 đồng. Đây là trong ngày New York xảy ra một phút. Mắc Covid-19 kèm theo các triệu chứng nặng có thể bị mất tới 10 điểm IQ hoặc bị suy giảm nhận thức. Đây là kết luận được đưa ra trong một nghiên cứu của khoa học của Đại học Cambridge và Đại học Quảng Nam Trung Quốc vào tháng 10 năm 2021. Những phản ứng viêm của cơ thể quá mức của hệ thống miễn dịch có thể là những nguyên nhân ảnh hưởng đến nhận thức lâu dài ở người mắc Covid-19. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy suy giảm nhận thức do Covid-19 lại không liên quan đến các bệnh về tim mạch. Thank you.
thương không quá nghiêm trọng. Hiện các biển báo đã được dựng lên trên bãi biển Tamala, nhằm khuyến cáo những người tắm biển nên thận trọng khi bơi trong khu vực. Các nhân viên cứu hộ cũng đã được triển khai trên bãi biển như một biện pháp phòng ngừa. Vừa rồi là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2022, tất cả doanh nghiệp, tổ chức này, từ hộ kinh doanh, làm ký theo phương pháp kê khai, phải chuyển đổi việc sử dụng hóa đơn hiện hành sang hóa đơn điện tử, theo quy định tại thông tư 78 của Bộ Tài chính này. Chính xác là vậy đó chị. Thời hạn hoàn thành trước ngày 30 tháng 5. Hoặc là hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đó chị. Đâu, em nói cụ thể để tôi nghe đi anh Tân. Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế. Áp dụng đối với con còn da nữa.